6 câu chuyện kỳ lạ có thể khiến bạn tin vào luật nhân quả. Khi nói đến nhân quả, có người tin và có người không tin. Bởi có lúc nó đến rất nhanh chóng, nhưng cũng có khi tiềm ẩn rất lâu rồi mới xuất hiện. Dưới đây là 6 câu chuyện kỳ lạ, trong đó hành động và hệ quả đến gần như ngay lập tức, hoặc rất rõ ràng trong cuộc đời. Hãy cùng ký sinh não tìm hiểu qua video sau đây nhé. 1. Chỉ vài giây sau khi giật đồ của một phụ nữ, tên cướp liền bị xe buýt đâm. Vào tháng 5 năm 2013, tại Bogota, Colombia, có một gã lưu manh giật điện thoại của một phụ nữ tại bến xe buýt. Gã quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ mới chạy được vài bước thì liền bị xe buýt đâm. Toàn bộ sự việc đã được ghi hình bằng camera giám sát và được phát trên kênh BBC và nhiều hãng truyền thông khác. 2. Người lính thủy đánh bộ từng xả thải chất độc trả giá bằng bệnh tật. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Ron Poirier, một kỹ thuật viên điện tử thuộc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại trại lính Legione, bang North Carolina, đã xả thải hàng trăm lít dung dịch độc hại vào môi trường. Các hóa chất này đã ngấm vào nguồn nước uống. Người lính này đã chết do ung thư vào tháng 5 năm 2013, và đây là một trong số những căn bệnh đã hành hạ những người lính thủy đánh bộ và người dân địa phương do hệ quả của việc xả thải hóa chất ra môi trường. Trước khi chết, ông nói với hãng tin AP rằng ông cảm thấy đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà ông đã gây ra. 3. Làm một việc thiện, sau đó tìm thấy 40 đô một cách vô cùng khác thường. Matt Bird, một thành viên trên mạng xã hội Reddit đã chia sẻ: "Tôi trải qua giai đoạn mất ngủ và đã thức trắng nhiều đêm trong những năm qua. Một đêm nọ, tôi đến cửa hàng tiện ích 7-Eleven khoảng lúc 6:30 sáng. Trên đường đi ra, tôi bắt gặp một người đàn ông vô gia cư. Tôi trở vào và mua cho ông 2 chiếc bánh mì kẹp thịt rồi hâm nóng bằng lò vi sóng. Tôi đưa bánh kẹp cho ông ta rồi đi tiếp đến quán Tropical Smoothie mở cửa lúc 7 giờ sáng. Tôi đỗ xe, mở cửa, nhìn xuống và ngỡ ngàng khi trông thấy một tờ 20 đô mới tinh tại vạch kẻ đỗ xe. Cứ tưởng thế đã là quá may mắn, nhưng diễn biến tiếp theo mới thực sự kỳ quặc. Tôi trở ra từ quán Tropical Smoothie và khi đang quay trở lại chỗ đỗ xe thì lại trông thấy một tờ 20 đô nữa tại đúng vị trí trước đó. Tôi kiểm tra túi và thấy tờ tiền lúc trước vẫn còn nguyên. Liệu đây có phải là một trục trặc của ma trận không?" 4. Dù cố lấy đồ miễn phí, bạn vẫn phải trả tiền như thường. Chia sẻ của thành viên Adobe Mansion trên Reddit: "Một hôm, tôi trả tiền mua một tờ báo nhưng lại lấy 2 tờ, bởi vì tôi phát chán với việc các đồng nghiệp cứ lấy trộm báo của tôi. Khi chuẩn bị rời đi với 2 tờ báo, tôi phát hiện thấy áo của mình bị mắc kẹt trong hòm án báo khi cửa hòm đóng lại. Tôi lại phải trả thêm 0,25 đô để gỡ áo ra." 5. Cậu bé ngoan được thưởng. Chia sẻ của thành viên Jeffrey Glenn trên mạng Reddit: "Hôm nay, tôi và con trai đã đến siêu thị Walmart để mua một cuộn băng mới cho chiếc máy chơi điện tử Nintendo DS của cháu. Khi đến quầy thanh toán, tôi thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình đang tỏ vẻ hơi thất vọng. Thẻ tín dụng của cô này bị từ chối khi cô mua sữa trẻ em. Con trai tôi vốn yêu trẻ con nên cháu đã trò chuyện với người phụ nữ đó về đứa con gái nhỏ của cô. Cháu bỏ lại cuộn băng trò chơi rồi đưa số tiền của mình cho người phụ nữ kia và nói: em bé của cô cần thức ăn hơn cháu cần trò chơi cây cỏ đại chiến zombie. Plants vs Zombies. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào nên cuối cùng đã quyết định vẫn mua cuộn băng trò chơi cho cháu. Khi chúng tôi ra ngoài, một quý bà tiến đến và nói bà đã chứng kiến cách hành xử của con tôi rồi đưa cho cháu một phong bì và dặn về đến nhà mới được mở. Khi về đến nhà, chúng tôi mở phong bì và thấy một tờ 100 đô kèm theo một mẩu giấy ghi: cháu xứng đáng với phần thưởng này, chàng trai trẻ. 6. Cho đi khi bạn không còn gì để cho, bạn sẽ đứng ở top đầu. Chia sẻ của thành viên Scott Rockville trên mạng Reddit: "Có một thời tôi từng bán đồ nội thất, nhưng không giỏi công việc này. Đó là một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống khi tôi chỉ kiếm được 1.000 đô một tháng. Khoảng 10 năm trước, đây là mức thu nhập thấp ở Mỹ và gần như chẳng còn lại gì sau khi chi trả tiền thuê nhà và các hóa đơn rẻ xẻm của bản thân. Có nhiều lúc tôi không ăn uống gì trong nhiều ngày vì không có tiền. Một ngày nọ, tôi đang cố gắng bán hàng nhưng chưa được mối nào. Gần đến cuối ngày mà tôi vẫn chưa kiếm được một đồng tiền hoa hồng nào. Lúc đó, có một cặp vợ chồng già bước vào và nhìn ngắm các kệ tivi. Tất cả các nhân viên bán hàng đều lảng tránh họ vì chúng tôi đều biết rằng bọn họ sẽ nhìn ngắm rất lâu, nhưng rốt cuộc chỉ bỏ ra khoảng 100 đô để mua sắm. Và như vậy tiền hoa hồng chỉ vọn vẹn có 2 đô. Tôi nhìn cặp vợ chồng già và nghĩ, nếu tôi có thể bán được bất cứ thứ gì hôm nay, ít nhất tôi sẽ không bị trắng tay và biết đâu vận may của tôi sẽ thay đổi sau đó. Cuối cùng, hai vị khách này đã mua 2 kệ. Tiền hoa hồng cho tôi là 6 đô,
nhưng hỏi tôi cách lắp ráp các kệ này. Mặc dù tôi có thể giới thiệu cho họ một dịch vụ có tính phí, nhưng tôi lại bảo họ, cháu xong việc lúc 9 giờ tối, nếu hai bác đến đón cháu, cháu sẽ đến lắp kệ miễn phí cho hai bác. Họ nhận lời rồi trả tiền cho món đồ và rời đi. Các nhân viên bán hàng khác cười nhạo tôi. Họ còn cười nhạo tôi nhiều hơn khi đã gần đến giờ tan ca mà tôi chẳng bán thêm được gì. Cặp vợ chồng già đến đón tôi vào lúc 9 giờ tối. Chúng tôi bước vào căn hộ xinh đẹp của cặp vợ chồng này. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu nhưng đã cố gắng lờ đi. Vào thời điểm đó, tôi đã không ăn gì trong khoảng 3 ngày, nên điều này quả thật khó khăn với tôi. Tôi đã làm việc gần 3 tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi tan ca. Ngay sau đó, bà vợ chạy ra kéo tôi vào bếp. Bà lấy ghế cho tôi ngồi và mang cho tôi một đĩa thịt bò quay nóng hổi. Điều này còn tốt hơn bất cứ món tiền công nào. Tôi rất cảm kích và biết ơn. Tôi cố cầm nước mắt khi thưởng thức một bữa ăn tại gia tuyệt hảo mà bà đã chuẩn bị cho tôi. Bà vợ đưa tôi một phong bì sau khi chở tôi về nhà. Tôi không mở nó mà chỉ cảm ơn hai ông bà. Tôi vui sướng đi lên căn hộ vì biết rằng đêm hôm đó mình sẽ đi ngủ với cái bụng căng tròn và có lẽ không cần phải ăn trong vài ngày tới. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi mở phong bì và thấy trong đó có một tấm thiệp cảm ơn. Bên trong tấm thiệp là 100 đô. Tôi đã bật khóc. Sau lần đó, trong suốt những tháng ngày còn lại bán đồ nội thất, tôi luôn chạy tới giúp đỡ những người mà không ai quan tâm. Tôi đã thay đổi mục tiêu của mình từ chỗ đặt doanh số bán hàng lớn mỗi ngày cho đến chỗ quan tâm đến những nhu cầu nhỏ bé của khách hàng mà thường không ai quan tâm. Phương thức này đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày gian khó cho đến khi tôi kiếm được một công việc có thù lao tốt hơn. Trên đây là 6 câu chuyện về nhân quả. Chúng ta có thể thấy nhân quả đã đến sớm trong 6 câu chuyện nêu trên. Nhưng trên đời còn có rất nhiều câu chuyện mà nhân quả đã đến rất muộn hoặc không hề xảy đến. Các bạn có tin nhân quả không? Hãy để lại ý kiến cũng như những câu chuyện về nhân quả mà các bạn biết bằng cách comment phía dưới video nhé. Cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng đón chờ các video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!